Mẹ quay ra mà bắt tiền rồi mẹ, mẹ tắt mẹ vô. Đây là Miss Bamboo. Đây. Ở Nha Trang này các bạn. Và cà phê với ăn sáng nè. Rep hết rồi. Đó. Đây. Đây. Khu ăn sáng rồi. Và đẹp nha. Mommy. Yo. Yo. Đây, đây là bò né nha. Đây bò né. Một cái combo này gồm có nước trà đào xả tắc. À, cái bánh mì là trăm mấy. Một combo này 110 ha, 110. Đó. Còn này là xí mại với lại trứng ốp la 105. Đó trà đào xả tắc ra này đây. Đây, rồi vô luôn con. Đó. Con làm phiền phép được mà. Cho mấy miếng ớt được. Rồi, mời cả nhà dùng nha. Xin nó sắc nữa. Ớt sắc. Nè. Bây giờ cái này là tô bún mực nha các bạn. Đó, mình bỏ rau vô. Cái này với cái này á là 110 ạ. 105, cái cổ phần này gồm có nước và cái tô này là 105. Rồi. Đó. Rồi, được rồi, nãy ba ấy rồi, tắt đi. Đây mình đang chui qua cái hầm đường đi Quy Nhơn này các bạn. Đó, mình đang ba cái hầm đó. Mình đã rời Nha Trang, mình đường trên đường đi Quy Nhơn. Đang chui qua cái hầm đây. Qua cái hầm là hầm được. Cổ Mã. Hầm này kêu là hầm Cổ Mã ở Quy Nhơn đây nha các bạn. Mình đi vào đèo Bà Cả. Đi qua đèo Bà Cả hả? Đi qua đèo Bà Cả. Đèo Cả. Ok, đèo cả. Rồi qua khỏi hầm rồi. Rồi bạn đi đi. Rồi giờ đường đó. Đường đi Quy Nhơn này nha các bạn. Bạn đi đâu đó bạn? Đường đi Quy Nhơn đây. Quy Nhơn rồi các bạn ơi, đây thành phố của Quy Nhơn này, đẹp quá. Bên kia là bờ biển nè các bạn. Chê người ta. Chê người ta cằn cỗi ai ngờ bây giờ nè đẹp quá. Quá là đẹp luôn. Khách sạn Hoàng Yến đây. Gì đây? Yến Vi 4 cô thành phố Quy Nhơn. Cầu gì đây? Cầu Thị Nại dài 3 cây số. Cầu Thị Nại. Vượt qua cầu Thị Nại dài 3 cây số. Quá các bạn ơi đẹp. Quy Nhơn giờ đẹp lung linh luôn. Quá là đẹp bạn ơi. Ở đây là khu biệt thự của Đại Phú Gia này ở Quy Nhơn nha các bạn. Mình vô đây mình coi thử đây. Quá trời Quy Nhơn bây giờ đó, trời ơi như cái dinh thự rồi đó nha. Ủa, ê, chưa có người ở mà hả? Sao con không có mẹ? Con phải mới cất thôi. Mấy ông ta rửa người ta nhà. Ôi quá trời luôn hả? Trời ơi. Trước mặt quy hoàng đó. Biệt thự Đại Phú Gia. Ừ. Trời mất rồi, khóc rồi. Có nhiều cái chưa có người, nhiều cái có người ở nhất rồi. Ơi, màu trắng không nha. Đây nè, có.
đảm nha. Họ lấy cái mặt biển này thấy không? Ờ. Đó hả, biệt thự của đại gia luôn luôn giáp nước mà thấy không? Này chưa ở nè, này chưa xong nè, sân còn ấy nè, chưa ăn xây đó, chưa vô ở nè. Có mấy căn xong người ta ở rồi. Ôi có nhiều cái nó còn đất nè. Có người ở rồi đó. Cũng lớn dữ ha. Nhiều quá chứ. Nhưng mà chưa hoàn thành con ơi, còn đất này. Thì đó đất hả? Kiểu cỏ như hoàng gia vậy nha. Cái này còn miếng cắt trống nữa các bạn, có ai muốn mua liên lạc ở đây mua. Mà chưa chắc à, người ta đã mua xong rồi nữa còn chừng. Nói sao để xây kiểu cỏ ghê nha, xây rất kiểu cỏ nha. Đâu biển ngoài đó đó hả? Nguyên giáp dòng luôn mẹ. Ờ, giáp dòng là biển không đó hả? Nước không đó. Giáp dòng luôn. Nguyên một dòng luôn, nói dài luôn từ nguyên một cái dòng con luôn. Trời ơi nè. Giáp nước không. Các bạn thấy không? Đó ngoài đó là biển đó các bạn. Từ nhà của đại phú gia đây không? Đó, biển nằm ở ngoài đó đó. Tôm ở Quy Nhơn đây các bạn. Đây. Cái này là hai phần nè, hai phần là nhiêu? 85 ngàn. 22 phần là 85 ngàn đây. Hai người ăn. Hai người ăn, còn đây là ba phần. 130 ngàn. Đó. Đông quá đây nè các bạn ơi, quá trời xèo đây nè. Rồi, hai phần một. Một người. Rồi. Đông quá luôn. Đó, đây là cho chạy 70 này nha các bạn. Rồi, à, các bạn phải coi nha, để ý nha. Bây giờ Việt Nam lái xe trên đường dài. Đó, đó 70 đó, đây 50 nha các bạn. Chỉ sơ sẩy một chút xíu là các bạn sẽ bị đóng tiền phạt. Lưu ý điều đó thôi nha các bạn. Tại vì mình đi đường dài là mình thấy cứ bị gì hoài á. Đường này đường gì, trên đường đi gì á? Đi ra Đà Nẵng đi, đường đi Bình Định đi thẳng ra Đà Nẵng đi. Nói đi qua cầu gì kìa, khó nói đi. Dạ, cầu gì thì con không biết, nhưng mà cầu để dẫn vào Hội An. Dạ, dạ, cầu dẫn đi vô dạ. Hội An, thì quay mấy cái chữ mà. Dạ, biết mà. Đường đi ra còn 29 km tới Đà Nẵng. Đó. Đang đi ra Hội An nha các bạn. Đây là cái sẽ vượt qua cái cầu nè, mà đây cách Đà Nẵng chỉ còn 29 km thôi, còn Hội An chỉ có 6 cây thôi. Còn qua này Hội An chỉ còn có 6 cây nữa là tới. Đó bây giờ làm đường xá làm gì đó. Đó các bạn nhìn coi, vượt qua cái cầu cao nữa nè. Hội An này nha các bạn. À, đây nhà thấy ghê, gỗ giờ thấy đẹp quá chứ, mát mẻ ha. Đầu có miếng đất thì miếng đất ngon quá ha, bự rộng ghê. Đây
mát mẻ quá. Rồi rồi, ngồi đâu? Ăn thỏ nơi mô. Hả? Ăn thỏ nơi mô. Vô hàng đi. Trời ơi, cá gì nè. Vô. Bố Nghi. Vô. Ngồi chỗ nào? Ủa sao không thấy ai mà mời mình vậy? Có rồi. Năm trăm điệp tao ngồi luôn. Cảm ơn. Đi mua vậy là biết rồi. Quay đi. Rồi, tắt đi. Chào cả nhà. Dạ, mì cao lầu không gian xưa. Các bạn ơi, đây mình ghé mình ăn mì cao lầu ở Hội An đi nha. Đây. Lần thứ nhất đây ăn mì cao lầu, để ngon hay dở gì mình chưa biết nha, để ăn xong rồi mình review cho các bạn coi nghe nha. Đó rồi, ba trước chứ sao rồi. Rồi ba sắp sắp cái đó lên coi gì đó, ba sắp đi review đi, có gì nói. Có biết mình nấu thì gì có thịt heo hả? Bỏ vào bỏ vào rồi. Thôi mà cả nhà dùng nha. Nó hơi ngọt ngọt ha, hơi ngọt ngọt. Hơi ngọt ngọt. Rồi, mời. Đây là mình đã tới Đà Nẵng rồi nha các bạn. Đó, mình đang chạy dọc theo bãi biển gì đấy. Mới hồi nãy nó nói bãi biển gì đó. Bãi biển Đà Nẵng đi nè. Đây, bãi biển Đà Nẵng nè các bạn. Cũng nhộn nhịp lắm nha. Giờ này người ta cũng đang xuống bãi người ta tắm mà. Ở đây nó có bãi tắm nào đẹp nha chứ. Cái tắm đẹp. Quá là đông luôn nha. Bên đây là bãi biển. Còn bên đây là hotel, nhà hàng. Đó chỉ có vậy. Đó. Rồi cứ như vậy mà chạy thẳng tối nay con chở ba mẹ thẳng xuống đây. Rồi, đã Đà Nẵng rồi. Bây giờ mình đã lấy cái mình thuê một căn chung cư ở đỡ đêm nay rồi mình mới đi chơi. Đi chơi rồi chắc mình ở đây 2 đêm á con. Yeah. Ở đây 2 đêm rồi mình mới quay về. Đó, đây có bếp, có bếp chén bát rồi đâu có nấu nướng gì mà. Đó. Có tủ lạnh đây. Thấy chưa? Đi kiếm là sợ bị la làng chết mẹ luôn. Đã kiếm ra cái ơi. Không có cái này mà mẹ la không bể cái miệng sớm hạn nữa đây. Đây. Đây, máy lạnh nó ngay đây cho mẹ mình. Ok. Đó. Khỏe không ba? Ba ơi. Khỏe không ba? Khỏe. Khỏe hả? Rồi. Đây gồm có 2 phòng ngủ ha. Đây có bàn ăn đây. Dâu đang gọt trái cây đây. Đi bụi đời suốt cả tuần lễ nay rồi. Từ Sài Gòn đi vô miền Trung. Đây, có phòng ngủ đây. Được 2 cái phòng ngủ nha các bạn. 2 phòng ngủ, 2 cái bathroom. Đây, 1 căn. 1 phòng. Đây. Đây phòng của mình. Phòng của mình với ông xã đây. Đó. Đó. Rồi cũng có cái room nhà tắm đây. Coi như 2 phòng đều có 2 cái toilet riêng nha. Dạ.
có tô lá xuyên. Ờ à, đúng rồi đó. Đây món nhà mẹ nấu đi ra tới Đà Nẵng. Ok. Ủa, cháu đúng rồi hả? Rồi không? Thôi đừng khùng quá. Để này đi. Có bồi tát quá đây nè, còn nè. Rồi. Nó đổ lấy lên cùng ra. Đó. Giấu tay đừng mẹ. Ủa chết mẹ rồi, không có gì để cắn nước mắm cho bậy. Chén với mẹ đưa cho ba cho chén. Mọi người chấm cái. Dạ không mẹ với ba chấm cái đi. Tụi đây nè. Hết chưa? Hết rồi nghe. Rồi, bây giờ chấm chuông nó đi. Không, chén ra đây nè. Chén ra đây để đi xương. Còn giờ lấy cái gì bịch như lòng gì để đây để đựng xương. Rồi chấm chuông này nè. Cái này để hồi ăn nhiều nữa nè. Chứ không phải là gì nữa. Rồi, bỏ xương đó, đúng, rồi, ổn định rồi, đội hình chưa? Được rồi, mong mỏi, chưa được bao nhiêu vách đá. Và đây chính là địa điểm mà chúng tôi sẽ... Rồi, đứng xuống đó đi. Ngồi xuống chưa? Ngồi xuống chưa? Các bạn hãy theo dõi chương trình hành trình vô cùng thực tế của tôi. Từ chặng đường, tên đường, cho tới quá trình đi thăm thú chiếc thác. Tụi con có gì? Tụi con có dư chén mà mẹ không chịu đâu, chén vui ra. Tụi con có dư. Chén vui ra sạch nha mẹ. Thôi, để em với anh em nhìn. Mẹ, này hiếp. Hiếp. Ờ, đó, lấy cái này em. Đang rửa. Quay, ngồi đây. Dạ, rửa mẹ. Rửa đi rồi sớt cái này ra nè, lấy cái này chấm. Còn cái nước mắm để ngoài heo. Rồi, ăn cho anh. Mời ba mẹ cũng chờ ai hết. Cho ba cái muỗng cho ba. Dạ mời các bạn dùng hết. Mời ơi. Các bạn đi đi, mình đi Đà Nẵng. Đi ra tới Đà Nẵng rồi mà ở đây nhà đòi ăn cháo gà trong rổi, gà gà gì nấu các bạn, tại mướn cái này nó có cái đốt rồi luôn. Thôi cái việc ai ăn. Nè. Dạ, đặt này đi. Ừ. Đó. Sợ lấy cái chén chấm, còn lấy cái đó cất. Nhiều quá. Để dành mẹ Nghiêu. Ờ, đúng rồi. Đem cất cho nó đi. Dạ, nó mình chấm Nghiêu nữa. Nghiêu sợ làm mẹ Nghiêu đó không được. Ăn lên. Để mình cháu có đấm được không? Ừ. Việt Nam mà. Đặc biệt. Cháu mà nó xảy ra, con đấm là nó xảy. Mà không cần ăn lắm, tại nó là nước ngọt. Xứ hoa cho em cho mẹ. Các bạn có thể thấy là cái dốc này khá là nguy hiểm, nhưng mà không thể ngăn cản được chúng tôi đi khám phá thêm một chiếc hang động nữa. Chiếc hang động này ở là mời mẹ đi lại qua đây của tỉnh Quảng Ninh. Nó mới được tập huyện. Cháu đã cho nên dựa, có đứa nào bỏ muốn không? Con lại con này. Ủa ta nên dựa lắm sao giờ mà hả? Em ăn thường hả? Người dân ở tỉnh Quảng Ninh đặt tên cho chiếc hang lấy muỗng là ăn rồi. Họ nghĩ rằng một bộ xương khổng lồ như vậy. Muốn làm gì mẹ mình hấp việc không á? Bây giờ thì chúng ta tiếp tục đi. Tình hình là chúng tôi có một chút khó khăn. Thứ nhất, bây giờ là 4 giờ chiều rồi. Hôm nay chúng tôi ba nặng đồ đạo. Mẹ ăn cá rồi. Trời nắng nóng cũng khá là mệt. Và bây giờ đứa nào có bao câu đâu mẹ. Nhỏ thì không đó. Mới lẻo thì dục à. Không có đâu, không có kêu bỏ vô mà. Nhưng mà nhỏ quá giờ không ai kiếm được đâu. Ăn cái này đi. Cái bà bán tự nhiên cái bà thẻo không à. Bà không hỏi vậy à. 10, 19 người dục bao câu. Ngon lại ra nó bảo nó ăn bao câu mà lấy lại. Nó nói cho 10 người, 9 người thì bỏ. Trong đầu người đã nghĩ rằng là đi đường lên mà thấy nhà người dân nào bán đồ tạp hóa. Con bánh nhỏ lắm. Nhưng mà cứ thả trôi, thả trôi.
kinh nghiệm các bạn nhé. Để sau video phải mang theo nhiều đồ ăn mà vừa nó thiếu. Tôi duy nhất là chuẩn bị được một nửa cái bình nước này. Chậu điện thì có một bình chậu đấy mất đi. Các bạn là vương hữu. Và một cái trở ngại thứ ba đó là em bèn dán vậy. Bọn tôi chưa hề tới cái hang này bao giờ. Không có người dẫn đường. Đi theo cái lời chỉ bảo. Gà này mình làm thấy còn có thịt cho bữa mình ăn cho xương con này. Là rừng là núi. Muốn này chưa đâu cả để hỏi. Bữa nó rửa con mấy cái này ngon á. Thầy hiểu cơm hả? Ừ. Chứ đừng nói là cái hàng đấy nó ở đâu. Bên còn tại vì nó xét thịt với cho bên tủ nhà thịt luôn à. Thịt luôn à. Nhiều quá, chắc là nặng như chắc. Ủa, ai cắn cho? Hết mọi kỹ năng. Mọi kỹ năng. Mẹ. Để chúng ta tồn tại. Nước mắm ăn không đủ mực mình. Trời ơi, nước mắm thì nhắc thì nó ăn. Đổ này ra lấy cho họ trắng mình họ đi. Em để tổng tay cho nước mắm cho nó ăn. Nước. Đuối anh nó lấy nhặt cắt theo. Đổ nước mắm từ nhặt. Cố nặng suối. Đưa này cho nó chấm mình đó đi. Thằng này chấm vô đây. Nè ăn vô cho anh đây. Ơi dễ quá. Như ăn ơn gì dễ dễ. Không có đến tính gì đó. Mẹ muốn nấu lên nè. Con chờ rồi con nhận quả nấm vô ăn ba cái ăn ngon cho nhiều. Mẹ mà con nói thiệt nha mẹ. Mẹ nấu rất là ngon. Nhưng mà chất lượng cháo á và đúng lý ra mình dịu chung chung nữa là hết sẵn nữa đó nha. Một vài hạt đường với lại miếng nước. Không có đường rồi đó. Nhưng mà chút mà nãy ta đêm đâu có ấy đâu. Mà chút hồi mình lên sạch. Nấu cơm gà. Gà đâu nữa đâu. Gà không nhiều. Rồi con miếng ai nấu ai ăn ừ. Có một mà bỏ mà nấu cháo luôn mà. Ừ. Mình nói chúng nó cũng không mặn gì mấy. Ba ăn mà nó vừa tụi bay ăn. Có thấy không mặn gì đâu. Ờ mẹ ăn mẹ thấy cũng được. Dạ được. Nhưng mà mẹ là người nó mặn là con đâu có gì đâu đúng không? Không mới đầu thì học đâu mặn thì giờ đâu có gì đâu. Chú mà bỏ rau vô quá nhìn là vừa. Tôi biết được rằng là hỏi anh hỏi anh sao hỏi tôi nữa ngon lại đúng rồi tôi ăn đi ăn gà đi sao mẹ không dám cắt gà mẹ ăn hả không nói gì mà mẹ mang là mẹ tiệt thòi á nhiều lắm khỏi giường mày cứ việc ăn thịt nạc thôi ấy cái thịt trắng này cứ việc ăn còn xương màu nâu đủ để gia đình tôi giải quyết. Đúng ok, mình ăn thôi. Đây là mẹ của mình. Đi ra ngoài nhà nghỉ mà không có ngồi nghỉ mà ngồi cắm bông cho người ta. Mất tiền. Mất tiền đi ra biển nữa. Trốn mấy ông già cắm bông. Ủa quay gì kỳ vậy trời. Dạ, dạ, quay gì em. Ủa quay không để về mà quay nói gì đó ai? Đang quay nè, quay mặt mẹ chứ hả? Rồi giờ lật ngược lại cho mẹ. Mẹ thích coi. Mẹ thích tự coi mẹ luôn. Quay lại. Ờ em đâu biết quay được. Để gì là không đúng rồi. Đang quay mẹ nè. Đây nè. Đây nè quay gì nè. Mẹ muốn kiểu gì? Con phải bấm cái này nó mới. Ở đây đây. Ra đây thấy bình bông ở trong cái phòng mướn nè các bạn. Nó không đẹp. Mình rảnh quá. Mấy đứa con mình nó nói mình quẩn quá. Thôi mình ngồi mình cắm bình bông này lại cho đẹp. Cho khách tới mướn thuê phòng này cho đắt thêm. Đây các bạn thấy bình bông nè. Lung linh không? Quá lung linh. Đó. Mình cũng đẹp
đó. Đây này là mặt sau nha các bạn, mình làm có mặt trước mặt sau á, mất mặt trước mặt sau đó. Mẹ móc quá rồi mẹ mát hơn mẹ đó, mẹ đó, ok.